Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ khoảng chừng là gần 8 giờ tối tại Cali thì ở Việt Nam. Cho nên là bước qua là ngày thứ tư rồi. Và đáng lý là hôm nay đó sẽ không có video nhưng mà Thuận về sớm cho nên cũng tranh thủ để mà làm một video chia sẻ với các bạn. Thì chúng ta đã thấy được là giá của BTC ngày hôm nay đó đã đi ngược trở lên các bạn. Và hồi sáng này đó, cái và tính đồng hồ à, đã trở về cái mức là ngang hàng với lời ngày hôm qua trước khi mà có sự kiện liên quan tới Binance các bạn trở về mức là khoảng chừng 27.300 đô trong vòng 4 giờ qua đó thì chúng ta thấy được là có một chút xíu đi ngược chợ xuống bây giờ mức là 26.846 nhưng mà nói chung chúng ta cũng đã có một cái sự hồi phục ngày hôm nay giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì ngày hôm qua vậy rồi chúng ta nhìn thấy được là trên thị trường crypto đó thì phần lớn là một màu xanh và chúng ta thấy được là vốn hóa của thị trường đó hôm nay đã tăng trở lại 3.2% ở mức là 116 nghìn tỷ đô la. BTC thì tăng 4.5% các bạn. À như là chúng ta đã nói tới là khoảng chừng 26.890 đô. Chúng ta thấy gì Ethereum đó thì 1.878 tăng 3.7% ngày hôm nay. BNB đó thì hôm nay không có tăng ngược trở lại mạnh các bạn. Chúng ta được BNB hôm nay tăng chỉ có 1.2% mà thôi. Ngày hôm qua thì BNB cũng đã bị ảnh hưởng cũng không nhỏ đâu các bạn. Nếu chúng ta nhìn vào trong vòng 7 ngày qua đó thì giá của BNB cách đây một ngày là khoảng chừng 300 đô các bạn Bây giờ chúng ta đang mức là 279 đô Thì hôm nay có phải là có tin tức gì tốt hay là không Tại sao mà chúng ta lại thấy là giá cả lại có một cái sự hồi phục trở lại như vậy Phần lớn chúng ta nhìn thấy là trong tháng 100 này đã đều là màu xanh Thì không phải đâu các bạn Thậm chí chúng ta còn có những thông tin rất là xấu nữa Chúng ta thấy được là hôm nay đó thức dậy Thì để thấy cái thông tin là sàn SEC đã tiếp tục kiện sàn Coinbase Tại tòa án liên bang New York Hôm qua chúng ta đã nói nói tới là cái điều kiện uh, liên quan tới Binance thì khả năng là muốn dàn mặt Coinbase nhưng mà chúng ta thấy được là hôm nay đó thì SEC cũng đã tiếp tục đẩy đơn kiện luôn cả sàn Coinbase và trong văn bản kiện này đó thì SEC chủ yếu nói tới là một số đồng trên sàn Coinbase là chứng khoán và SEC nói tới dịch vụ staking cũng là một hợp đồng đầu tư à, và đây cũng là lập luận mà SEC đã từng dùng với những sàn như là Kraken các bạn nhưng mà đáng tiếc sàn Kraken họ đã quyết định là không ra tòa mà chỉ đóng phạt mà thôi tại vì uh, không giống như là sàn Binance hay là Coinbase hay chúng nói tới là Ripple Kraken không có nhiều tiền như vậy các bạn Đi kiện cái là SEC đó thì phải tốn nhiều thời gian và rất nhiều tiền Cho nên cuối cùng đó Kraken cũng đã không có đấu với SEC Bây giờ đó SEC cũng dùng một cái lập luận đó nói là staking chính là một hợp đồng đầu tư và những đồng new trên là những đồng mà SEC cho là chứng khoán đang được list trên sàn Binance thì đó là những đồng gì các bạn và khác nhau so với lại những cái đồng mà được nói tính trong điều kiện của Binance ra sao chúng ta thấy được là những đồng được nói tới trong cái điều kiện liên quan tới Coinbase thì SEC nói là Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Sand, Axie Infinity, Chili's, Flow, ICP, Near, VGX, Dash và Nexo các bạn Wow, list rất như động luôn các bạn Giữa những điều kiện khác nhau thì SEC hầu như list hơn chuyện đồng lớn rồi Và thậm chí những đồng nhỏ hơn cũng được list ra bởi SEC Thì nếu như mà các bạn lưu trên một đồng mà các bạn nói là Mai quá đồng mình không có tên trong danh sách của SEC thì không hẳn là các bạn để chia sẻ thêm là tại sao. Chúng ta có thể nhìn thấy được là sau khi mà Coinbase bị kiện bởi SEC đó thì cổ phiếu hồi sáng này đã giảm khoảng chưa 15%, để thường xem coi là cổ phiếu của sàn Coinbase bây giờ ra sao các bạn. Chúng ta sẽ xem cái ticker là coin thì chúng ta nhìn thấy được là Coinbase sau khi bị kiện đó thì kết thúc giảm 12%, nhưng mà BTC đó không phải là bây giờ mà ngay cao sáng này cũng không quan tâm các bạn khi mà có thông tin như mà Coinbase thì giá BTC vẫn đang trên con đường hồi phục trở lại cái thông tin này đã hầu như không có sự ảnh hưởng liên quan tới giá cả của BTC và SEC cũng đã nói là sàn Coinbase vì lý do có sticking vì lý do có những đồng mà vừa được Newton tên cho nên Coinbase là một sàn chứng khoán mà không có đăng ký cái sự khác biệt giữa cái vụ kiện, à, kiện của sàn Coinbase và sàn Binance là trong vụ kiện của sàn Binance ngày hôm qua thì à, SEC cũng đã kiện luôn CZ các bạn và cũng đề cập tới những cái cáo buộc liên quan tới sàn Binance làm giá thị trường à, hay là có những cái à, hành vi liên quan đến gian lận nhưng mà trong điều kiện của sàn Coinbase thì lại không có cái phần đó chỉ nói riêng về staking và những cái token dẫn đến Coinbase là sàn chứng khoán mà không đăng ký mà thôi thì chúng ta đã thấy được là trong cái điều kiện của sàn Binance ngày hôm qua đó thì SEC tuyên bố những đồng trong đó có nhiều sự trùng hợp các bạn chúng ta có Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Adam, Sen, Mana, Algos, Axie Infinity, Cody, Tron, Augur, UST và AMP Thì cũng như bạn này đã chia sẻ trên Twitter các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là có rất nhiều đồng trùng hợp Trong hai cái vụ kiện này Như là các bạn nhìn thấy là cái phần chính giữa này Nhưng mà một điều thú vị đó là Bên sàn Binance thì SEC gọi Adam Đó chính là một chứng khoán Nhưng mà ngược lại đó Trên sàn Coinbase thì không đề cập đến Adam Trong khi Adam cũng là một đồng Ở trên sàn Coinbase các bạn Cosmo Adam là đồng trên sàn Coinbase Và thậm chí Coinbase cũng là một trong những vai đề lớn nhất của hệ sinh thái của Cosmo Thì tại sao lại như vậy? À, nhiều người cho đây là cái điều mà không hợp lý Và có nhiều bạn như thường dự chia sẻ đó Nghĩ là đồng mình không được nêu tên Thì coi như đồng mình an toàn thì không hẳn đâu Điều mà thường muốn chỉ ra với các bạn đó là Trong những văn bản kiện SEC đương nhiên có luật sư Và họ cũng đâu có dễ dàng để cho các bạn nắm cán được Trên cái văn bản kiện đó họ đã để vào một cái từ ngữ Đó chính là Includes but not limited to có nghĩa là những đồng Newton nhưng mà không hạn chế chuyện đồng này có nghĩa là những đồng mà họ Newton ấy, thì không phải là danh sách tất cả đây chỉ là những đồng mà đại diện mà thôi và ở bên cái văn bản kiện liên quan tới Binance ngày hôm qua cũng như vậy cái chúng ta vừa thấy đó là văn bản chuyện của sàn Coinbase cái này là văn bản kiện của sàn Binance các bạn thì ngày hôm qua trên sàn Binance họ cũng có những từ ngữ tương tự như vậy nhưng mà nhìn thấy this includes but not limited to cho nên một đồng không có tên ở đây không hẳn là an toàn đâu các bạn à, và nhất là nếu các bạn nghĩ Solana, Cardano, Matic, Filecoin, Adam Sen tất cả những đồng này mà nếu như mà thực sự được liều chứng khoán đó thì à, phần lớn là những đồng các bạn lưu trữ cũng là chứng khoán luôn chứ không có thể dễ dàng thoát thân được đâu nhưng mà có điều thú vị là các bạn có để ý là hai đồng không nói đến trong cái điều kiện SEC và Binance và SEC và Coinbase ngày hôm nay đó chính là Ethereum và XRP thì cái như bạn nói là Thuận cũng vừa chia sẻ là một đồng không Newton thì cũng không hẳn là không có phải là chứng khoán. Nhưng mà ngược lại đó, hai đồng này là đặc biệt các bạn. Tại vì thứ nhất XRP là đồng mà đang có cái điều kiện với lại SEC hiện tại, giữa SEC và công ty Ripple. Và Ethereum đó là đồng mà đã được Newton ở buổi điều trần tại quốc hội. Và các bạn đã nhớ đó là Chủ tịch của Ủy ban Tài chính Hạ viện Patrick McHenry cũng đã hỏi trực tiếp Chủ tịch Gary Gensler Ethereum có phải là chứng khoán hay là không Mà lúc đó đó Chủ tịch Yale cũng không có nói rõ ràng Nói dòng do mà thôi Thì nếu như đây đã là nỗ lực tấn công toàn diện của SEC thì tại sao lại không liệt hai năm này vào luôn cho rồi đi đâu còn gì để mất đâu các bạn đây đã là cái cuộc tấn công lớn nhất mà chúng ta từng thấy từ SEC đến thị trường crypto này rồi thì có nhiều lý do liên quan tới Ethereum tôi đã chia sẻ trong video ngày hôm qua nhưng mà nào mà chưa có xem thì hãy nên xem để hiểu hơn về Ethereum nhưng mà về XRP đó thì chúng ta nên hiểu là SEC đang có dự kiện với Ripple và cũng đã gần đến hồi kết rồi thì có hai khả năng các bạn đó là hai khả năng gì khả năng đầu tiên đó là SEC biết là sẽ thu kiện nên để đơn kiện hai sàn lớn để thu hút sự chú ý của nơi khác và nếu đây là sự thật thì SEC cũng đã thành công các bạn hầu như hôm qua tới hôm nay đó tất cả những đài truyền hình lớn liên quan đến tài chính thì đều nói đến hai cái vụ kiện này đó là khả năng đầu tiên khả năng thứ nhì đó là SEC biết là sẽ thắng kiện cho nên họ muốn làm tới luôn các bạn nghĩ là hai khả năng này khả năng nào là có nhiều phần trăm hơn hy vọng không phải là khả năng thứ hai các bạn các bạn hãy comment ở bên dưới sau cái video này thuận có thể sẽ làm một bài bỏ phiếu để xem coi cộng đồng thuận capital nghĩ như thế nào nhưng mà trước khi chúng ta tiếp tục với những thông tin đã bật trong video này thì trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sales market và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay được thành lập vào năm 2022, Sales Market Limited là nhà môi giới đa tài sản được ủy quyền và quản lý bởi là Buôn FCA Malaysia. Nền tảng Sales Market đang kết mạng hóa ngành giao dịch bằng cách cung cấp các tỷ đòn bẩy lên tới 400 trên 1 cho các giao dịch phá sinh cổ phiếu. Điều này có nghĩa là bạn sử dụng đòn bẩy để tăng volume giao dịch với cái số tiền ký quỹ thấp hơn đó là lợi thế cho những trader chuyên nghiệp nhưng cũng rất rủi ro với những bạn mới tham gia thị trường này mà không có phương pháp giao dịch an toàn và hiệu quả cho nên các bạn nên lưu ý điều này với sales market các bạn có thể giao dịch cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới như là tesla apple hay google các chỉ số vốn sở hữu như là dow và dax và thậm chí bạn có thể giao dịch cả hàng hóa bao gồm vàng bạc và dầu tất cả đều không mất phí sales market cam kết cung cấp khách hàng của họ trải nghiệm giao dịch tốt nhất có thể lợi thế giao dịch trên nền tảng của Sales Market bao gồm nhà môi giới được quản lý an toàn, các giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu và hàng hóa không mất phí hoặc là hoa hồng. Khách hàng mới khi đăng ký sẽ nhận được tiền thưởng 100% khi gửi tiền lần đầu. Tăng và giảm các vị thế với đòn bẩy lên tới 400 trên một, hơn 200 công cụ hỗ trợ bạn trong quá trình giao dịch, hạn mức nạp tiền tối thiểu chỉ 50 đô la. Và đây là những thông điệp đến từ Sales Market Limited muốn gửi đến cho các bạn ngày hôm nay đương nhiên giao dịch trong thị trường luôn tồn tại những rủi ro các bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi mà tham gia thông tin đăng ký cho những bạn nào mà quan tâm sẽ nằm ở bên dưới phần mô tả video này chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video này nhưng mà hôm nay thì scc chủ tịch giao chancellor cũng đã chấp nhận phỏng vấn các bạn để nói về hai cái vụ kiện này và ông ta cũng đã nói rất nhiều điều không có gì gọi là quá đặc biệt đâu các bạn những điều mà ông ta thường nói như điều mà chúng ta đã nghe nhiều lần rồi đó chính là luật rất là rõ ràng nhưng mà luật đâu có rõ ràng đâu và scc nói là mọi người có thể đến để mà đăng ký với scc tuân thủ theo quy định thì tất cả sẽ ổn thôi nhưng mà đâu phải là sự thật các bạn Tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn Nhưng mà có một phần ở trong cái video này đó cực kỳ thú vị các bạn Và đây là một phần mà được nêu ra bởi CNBC luôn chứ không phải là một người nào đó trong crypto này Chủ tịch Gail Chancellor lập lập lại một cái quan điểm đó chính là thị trường crypto Và những công ty trong thị trường này được gây dựng mô hình kinh doanh theo một cách bất hợp pháp và chỉ cần là họ đến để mà kinh doanh theo cách hợp pháp thì mọi thứ đều ổn nhưng mà David Faber của NCMC đã lại hỏi lại một câu nếu như ông nói là những mô hình kinh doanh trong thị trường crypto này đã gây dựng trên một cái sự bất hợp pháp không theo quy định nào hết thì bây giờ ông kêu họ tới và theo quy định thì chẳng có gì họ không còn có mô hình kinh doanh nào hết các bạn có hiểu ý tôi nói đây hay là không tôi chia sẻ cái phần này với các bạn rồi à, cho thì cũng hơi sững một chút rồi cái trả lời dòng do thôi chứ không nói rõ ràng yeah. We're frankly The public should really be careful. But, all right, Chair Gensler, if it's a business model built on non compliance, as you just said, if they do comply, do they no longer have a business? Look, I think if there's a real value in these crypto tokens, then compliance will build trust. And the business model might change. It's the hard work of earning the investing public's trust. Chúng ta cũng không cần nghe nữa đâu các bạn Các bạn đã thấy là chưa được Giang Cancer cứ trả lời dòng do Chẳng khác gì nói là cách hoạt động của những công ty này đó là bất hợp pháp Tới để có thể hoạt động theo một cách hợp pháp Nhưng mà nếu hoạt động theo cách hợp pháp thì phải đóng cửa công ty đó là cái ý của chủ tịch Gary Gensler các bạn và đây cũng là cái mà David Faber hỏi rõ hơn thì chủ tịch Gensler nói là nếu như mà những cái đồng này thực sự là có nhu cầu thì người mua sẽ tiếp tục thu mua rồi những công ty này họ có thể là thay đổi mô hình kinh doanh của họ trả lời dòng do như vậy mà thôi cho nên khi mà các bạn nghe sơ qua đó thì những gì mà chủ tịch Gary Gensler nói nghe như là có lý lắm nhưng mà khi các bạn nghĩ kỹ lại thì mới thấy có nhiều cái lỗ hỏng trong cái lập luận của chủ tịch Gary Gensler và những lô hỏng đó, đó là chủ tịch Gail Chancellor cố tình không lắp lại các bạn tại vì nếu như mà không có cái sự rõ ràng về cái khuôn pháp lý thì ai nói gì cũng được và chủ tịch Gail Chancellor có quyền hành hơn tại vì ông ta là chủ tịch của SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ so với lại một cái công ty tư nhân ở bên ngoài thì một trong những điều mà nhiều người thắc mắc là tại sao lại phải là bây giờ tại sao lại phải là ngày hôm qua mà ngày hôm nay kiện hai sàn liên tục SEC đang muốn làm cái gì vậy? Tại sao không phải là tuần sau, không phải là một tháng trước đó mà lại lựa chọn ngay thời điểm này? Thời điểm này nó có cái gì đặc biệt các bạn à, và có rất nhiều những cái thông tin, những cái thuyết âm mưu và có rất nhiều những cái giả thuyết được đưa ra. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái giả thuyết mà thường cảm thấy là có trọng lượng nhất à, và một trong những giả thuyết đó đó chính là đây là một cuộc tấn công toàn diện các bạn liên kết nhiều đơn vị khác nhau chứ không phải riêng SEC. Tại vì SEC đó là bang ngoại chứng khoán của Hoa Kỳ. Đây là một cái cơ quan liên bang nhưng mà những tiểu bang họ cũng có một cái phiên bản giống như là SEC nhưng mà nhỏ hơn. Thì chúng ta hay thấy được là những gì xảy ra hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Sau khi mà có cái thông tin là SEC đã kiện Coinbase thì các bạn đã thấy là có một loạt tổng cộng là 10 tiểu bang đã cùng nhau hợp sức với SEC cáo buộc Coinbase vi phạm luật chứng khoán ở Hoa Kỳ. Và tại sao họ không có cáo buộc uh, sàn Binance các bạn Thì vì sàn Binance là sàn quốc tế mà SEC là liên bang thì có thêm một chút xíu thẩm quyền Và kéo luôn sàn Binance vào Tại vì liên quan tới Binance US Nhưng mà những tiểu bang đó họ chỉ muốn cáo buộc Coinbase mà thôi Thì rõ ràng SEC đó không phải là chiến nó một mình Mà kéo theo 10 tiểu bang các bạn Và Coinbase uh, bây giờ đó thì có 28 ngày để giải thích với lại quỹ ban chứng khoán tại Alabama tại sao họ nghĩ staking không vi phạm luật chứng khoán của tiểu bang còn ở Cali đó thì uh, DFPI nghĩa là cục bảo vệ đổi mới tài chính Cali đã đệ trình yêu cầu Coinbase chấm dứt và kiềm chế việc cung cấp và bán thêm chứng khoán ở Cali mà cái họ gọi là chứng khoán Cali đó chính là staking các bạn và một số những đồng mà được nêu tên bởi SEC còn ở bang Maryland thì đã ra lệnh cho Coinbase ngừng và hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ. Các tiểu bang khác đó thì bao gồm Illinois, Kentucky, Maryland, New Jersey, South Carolina, Vermont, Washington và Wisconsin. Đây là những cái tiểu bang mà đã cùng nhau hợp sức với lại SEC để mà cáo buộc Coinbase các bạn. Thì đương nhiên chúng ta cũng đã thấy là CEO của Coinbase cũng không ngồi yên mà đã phản hồi. Thì Brian Armstrong đã nói gì các bạn? Liên quan đến khiếu nại của SEC đó với chúng tôi ngày hôm nay Chúng tôi tự hào đại diện cho ngành trước tòa để hiểu rõ hơn về các quy tắc crypto Có nghĩa là ngay mở đầu thì uh, Coinbase CEO Brian Armstrong đã nói là chúng ta sẽ gặp nhau ở tò Hoàn toàn không có ý định thỏa thuận hay lùi bước gì hết Một số lưu ý được chia sẻ bởi Brian Armstrong Chúng ta có điều thứ nhất là Brian Armstrong nói là SEC đã xem xét hoạt động kinh doanh của chúng tôi Và cho phép chúng tôi trở thành công ty lên sàn chứng khoán vào năm 2021 Có nghĩa là ám chỉ là SEC đã kiểm tra hoạt hoạt động của Coinbase rồi Hoạt động staking những đồng mà Coinbase đang có Rồi sau đó mới duyệt để Coinbase bán chứng khoán trên sàn chứng khoán tại Hoa Kỳ Thì ám chỉ là SEC đã, đã chấp thuận Thì vì lý do đó không thể nào mà bây giờ lại nói là không biết hay là tự nhiên không chấp thuận hoạt động của Coinbase nữa nhưng mà lập luận này có ý nghĩa hay không nữa thường chia sẻ với các bạn nó cũng không có hoàn toàn có trọng lượng đâu mới đầu nghe thì cảm thấy là nó hợp lý nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn nhưng mà những lập luận khác đó thì thường nghĩ nó có trọng lượng hơn điều thứ nhì được nói tới bởi Coinbase CEO là không có cách nào để tới và đăng ký với SEC. Chúng tôi đã thử đi thử lại nhiều lần và chúng tôi không niêm yết chứng khoán. Trên căn bản, đó, Coinbase nói là họ từ chối niêm yết phần lớn các đồng mà họ xem xét lên tới 90% đã bị từ chối rồi. Và thứ ba, SEC và CTC, hai đơn vị này đã đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau hoàn toàn và thậm chí không đồng ý về tài sản nào là chứng khoán, tài sản nào là hàng hóa. Thứ tư, đây là lý do tại sao quốc hội Hoa Kỳ đang đưa ra luật mới để khắc phục tình hình và các quốc gia khác tổng cộng đã có 33 quốc gia đã lên tiếng họ đang chuyển sang đưa ra các quy tắc rõ ràng để hỗ trợ công nghệ này. Đây là bốn điều được lưu ý bởi Brian Armstrong và Brian Armstrong nói là thay vì ra quy tắc rõ ràng đó, SEC đã lựa chọn phương pháp thực thi đang gây hại cho nước Mỹ. Vì vậy, nếu chúng ta cần phải tận dụng tòa án để có được sự rõ ràng và pháp lý đó thì cứ làm theo cách đó đi. Ra tòa đó chính là quyết định của Brian Armstrong các bạn và thôn cũng đồng ý quyết định này. Tới nước này các bạn thì chỉ còn cách đó mà thôi.